chạy sữa không no này. Em phải chấm với mật chứ, ăn mới đừng ngắn. Thần dưng à. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với hành trình săn lợn rừng một tạ của anh em mình nhé. Lợn rừng thì xong rồi. Hôm nay hôm qua uống nhậu một bữa nữa rồi, chuẩn bị về mọi người ạ. Ta xem tối nay mới có xe. Ta xem anh Nghĩa anh bắt tổ ong, đây là tổ ong ong rừng mà ở trên rừng ấy mà anh ý đem về nhà nuôi nhé. Tức là khi người ta ở trong này ấy, khi các bác các chú ấy muốn bắt ong ấy, đem cái người này lên gác ở trên rừng ấy. Ong nó sẽ tự tìm đến đây, nó làm ổ, làm xong rồi là các chú các bác là lên xách về treo ở cạnh nhà ấy. Treo cạnh nhà xong rồi bắt đầu bao giờ có mật là lấy. Úi úi lùi rồi cho nó cắn đâu, nó lấy mật cắn, cắt nó có mật chậm lưng nó cắn. À chưa cắn. Đứng phải đứng xa không anh? Thôi cứ lùi xa. Không cắn đâu. Mời vào đi. Chứ em nhịp từ nhà nó không cắn đâu. Đâu nó không cắn, không cắn. Nhiều nay giờ được khoảng mấy lít mật này? Mình lấy hết đâu, mình lấy vừa thôi. Phải bóc xong lấy vừa thôi. Lấy hết đâu. Anh làm nhiều lỗ ấy. Anh làm một lỗ, hai lỗ. Em thấy nó chưa thấy có mật mấy đâu. Với còn mấy tầng trước ngoài. Nó sẽ cong. Ở đây người ta hay mang cái ống như này trong mang ra treo ở rừng cho ông tự vào làm tổ luôn nè. Xong rồi sách về luôn. Sách về sẵn luôn để chả phải đi bắt như người ta đâu. Như anh em mình phải đi bắt chứ còn ở trong này không bắt nữa. À đâu, ở ngoài mình mà đem cái này ra rừng treo thì bọn nó sẵn sách về. Bọn nó sách về mất. Rồi. Con này ông là con ong cơ bắp này. Ui, đấy con ong. Ông đực. Đấy, con ong đực nhìn cơ bắp hơn mà con ong mà. Mới bắt nó không... Ấy, đấy kìa. Ông đực nó không cắn đâu. Không đốt rồi. Bắt đấy. Bắt đấy. Ấy, không đốt mà. Ấy. Nó thịt nhau luôn nè. Đấy, con ong đực đấy. Nó đấy. Bắt đây nó. Bắt. Không, nó. Nhưng mà nó đang ở tổ nó hăng. Tổ hăng, nó hăng, nó có đốt đâu mà hăng. Này. Đây con ong đực đấy nha, nó không có ngòi. Con ong đực nó làm gì có ngòi đâu, đây này đấy. Cầm ấy. Sao anh rúi vậy em ơi? Rúi cái gì, nó có ngòi đâu. Con đen đen nó không có ngòi đâu. Đấy ngòi à? Con đen đen nó không có ngòi. Đấy. Con đây, con tí nữa, đây có đây, đây. Nó như rủi ấy, chụp luôn được. Đấy, bên này. Đấy, nó không có ngoài đâu. Con ong này đi tù. Đây. Nó không có ngoài đâu. Ấy. Ui. Siêu nhiều mẹ luôn. Nhiều mẹ luôn. Ui, anh để chết luôn mấy con. Nó để thấy nhau, nó cắn. Nhiều con mặn lắm. Mà để bia nó trắng cho. Em là thần ong, thần gì? Ong. Ông đó không trắng đốt em đâu.
mới đâu này tốt rồi. Ôi kìa. Chết cắt cả cái tường đấy đó. Cắt thẳng cái tường này, con đực này nó trả được cái gì cả. Nó xa mất ông. Con chúa ở trong dưới này. Làm cái ống tròn này thu hoạch khó hơn cái ống vuông vuông anh nhỉ. Cái thùng ấy, thùng dễ nhất cái được. Mùa này bây giờ ống này mạnh quá, bây giờ nó toàn sinh ra ống đực. Vâng. Ống đực đen nó chỉ được cái phá mồi, tốt mồi chứ làm cái gì. Thế thì bóp chết bớt đi. Bóp mặt được đâu hết. Cái bọn này nó không lấy mặt phải không? Con đấy là mốt nhôm. Thì ăn thì phá tổ. Thánh trên vùi á. Thánh trên à, thì cái ong cái là cứ lấy mật về là nó mút à? Sao nó mút à? Ong cái lấy mật này. Về nuôi con chúa ấy. Không, nó hiền cái đó. Con này làm gì nó dám nuôi đi em? Anh bóp chết con ong được. Chả nhìn thấy con chúa đâu nhỉ? Không thấy gì. Chúa chắc tiếp chồng. Đây đang chuột đấy, ông được đang đứng chết đấy. Mật bắt đầu từ đây vào với mật này. Đây mới mặt này. Nó mặt này. Bên này mới nhiều mẹ nó này. Nhiều dã man luôn ấy. Mẹ nó ham nó ăn. Ủa chặt từng này nó càng mật càng ác này. Hồi nãy con lấy đầu bên kia nó sang. Bên này nhiều mẹ lắm, nó không ở tầng nhá đâu. Cái thổi khói từ bên này sang bên đấy. Chạy hết ra bên này, sợ. Dày khơ luôn. Bên này hiền này. Xoay xoay. Ở đây làm gì ấy? Mật này, đây là mật này. Đúng rồi. Sao nó cắn được kia nhỉ? Ui trời, em bảo em là thần rừng rồi. Nó đốt chết bà. Thần đi. Mình lấy cái con non để lại cho nó mạnh này. À cái này. Đây là con của hắn, con non này. Con này được này, nhưng mà cái loại bọc mà cái nó nhô lên như này là cái ong đực này. À. Còn ong này mà ong thở bằng đấy, con này con ong đực non này. Phải không anh? Chết luôn. Chết rồi nhé. Ủa cái thằng ong này mới sữa này, nhưng mà để cho nó. Đấy, chỉ cần đặt vào đấy hả? Bên này thổi, bên này nó lại chạy ở bên này đấy. Đưa em thổi cho. Bắn đệ thổi ra anh ấy, anh ấy đang... Em thổi ra. Anh ấy đang mắc màn. Cho nó tin. Đây là nó ngược gió. Còn lấy tay mà bóp. Chúc đầu đấy. Anh em đừng như mau đi. Đừng có theo mau đi. Anh nó bốn chân nữa. Bố để tay mày. Được. Cho phát vào. Ai? Tôi ép nó áo rồi. Ra đây cởi áo ra.
đâu vào nó chích cho bắn đấy. Tao đưa cởi cởi nhẹ ra thôi. Trong áo à? Không, không, tay áo. Chết bạn mày. Rồi, dốc cho nó chạy ngược lên. Thế rồi. Ui, dạ mà. Này em xin con chúa, em xem con chúa. Tôi không thấy được đâu, con này đông, bây giờ đông. Đông dày lắm rồi. Anh có phải nước con chúa không? Không. Thì khê luôn đấy. Cái tầng này không có gì cả. Bỏ. Con để con đực cái này. Con này nó không bay đi đâu mọi người, mở nắp này nó không bay đi đâu. Nó còn đi về đây ấy. Tại vì trong này có con chúa này. Nó làm tướng, trong này có vua đấy. Con này ăn hại. Con nào này ăn hại, bóp chết luôn. Chết. Dùng con chúa. Không có con chúa. Giải thêm mặt. Chít chít luôn. Mấy ca cho nó đốt thử phát xem mà đau không. Không, vấn đề à, thế là đốt tốt cho sức khỏe. Đốt đúng một tuổi áo ấy. Nó không ra được nó đốt. Nghe nhỏ hay gì đó. Hay bị đốt. Ông này làm đau rồi mới đốt cơ. Sinh ra ông đực nó nhiều quá. Này lại lấy muộn quá này. À. Rồi. Không đó, đốt đâu. Không đốt đâu mọi người ạ. And so. Bàn tay đầy nọc. Bàn tay này đầy nọc luôn đấy. Đây là mình điều khiển được một đàn rắn như này nhỉ. Và đang cọp. Và đang cọp. Nhiều chưa? Ây ơi. Ui ơi. Đừng có rảy. Em bỏ bỏ đây cho nó còn. Để em rảy phát nó hăng. Đi ra đi. Bỏ 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 lên bỏ lên bỏ lên. Đấy là thử bò luôn đó. À, con... Con làm gần đây. Ai, con này cắn nha, nó không đốt. Nó bắt đầu... Ai, con này chơi... Đi ra. Cắn. Cắn. Cắn điền. Răng cắn á. Hồi nay tầng nó làm kín luôn nhỉ? Ừ. Mà mợ lấy muộn gọn mật, lấy rồi giống ăn ràng nhá. Ông này anh làm là ông làm ông mồi ấy. Ở đây gọi là ông mồi để đi sau mình đem đi bắt. Đi mình đi bắt một con khác để nó kéo về tiếp á. Hiểu không? Rồi. Đây là bụng gác này. Sau ống này mình san phải làm thì đem xuống ống vuông. Thế này vẫn không được mượt mới anh nhỉ. Cái vuông vuông này. Ông này mật nhiều, lấy ống tròn này cũng mật nhiều chứ, nhưng mình lấy nó đầy quá mình phải cắt bớt. Sáp rồi. À cái gì phần hoa này. Nhìn cái này như kiểu là cái giấy tai. Giờ cứt của cái nào. Còn ngọn nó vụt. Cái tầng đây mật nhiều, cái tầng đây lại không có mật mấy. Cái này không để vào cho nó để ấy. Không, cái kia không còn cái gì. Để cái này nó tiêu sáp và cắn. Ơ sáp nó làm bằng cái gì vậy? Không biết nó làm bằng cái chất gì. Phấn hoa anh. Không, phấn hoa là làm để làm mật. Nếu mà như không con mật là... là hút, không mật nó hút, hút mật con, trong hoa lấy trường nhị ra chứ. Không, nó lấy phấn hoa về nó ủ thành mật chứ. Con ong bầu là nó dùng cứ trầu khô nó làm trầu. Như cái này là nó cái này tiết nước bọt trong người nó thở ra. Ăn nó dai lắm, cái này ăn nó dai xong rồi nhai nó như kẹo cao su ấy. Dính. Nó dính dai. Cái này nó tiết từ mật từ trong miệng con nó thở ra thôi. Sáp đấy. Còn cái đây này, cái ong cái phấn hoa nó kéo về đây này. Màu vàng vàng này gọi là cái phấn hoa đấy, nó chưa thành mật này. Cái này là chưa thành mật này. À đây ạ. À, nó ủ xong rồi nó thành cái mật này. Đó, nó ủ thành cái mật. Cắm một cắm ngang ăn đi, ngọt đó. Vâng, thôi em không khoái mật lắm. Thử miếng thôi. Chà, mời mọi người nhá. Mật ong. Mật ong.
Công tầng này mật nhiều này, cái này thì không có mật đâu. Nhiều mật lắm này. Vứt cái này, cái này ăn đâu thì đau bụng. Đau bụng ấy. Em cắn hết rồi. Ai anh nghĩa bảo là cái này mà đi rừng mà ăn mà sao là lủi hết tay hết chân à? Đi có người á, đúng không? Có người dị ứng, có người không. Không phải ai cũng thế. Chú nhá. Anh hiểu không? Hôm em đi lấy ăn, lủi hết người. Ông này thì mọc khế mà. Coi như là ông rừng thì mình không cho ăn mật, à không cho ăn đường. Nó lên rừng rồi lấy. Cái sáp nó ăn xong nhai như kẹo cao su ấy. Có ăn ông non không? Đó, ăn ông non này. Không. Cái này chấm với mật ăn ngon lắm ấy. Đâu vậy em cho. Lấy từ này ăn luôn. Cho mau đi nó ăn đi chị. Chấm cái này chấm với bẻ ra chấm với mật kìa. Đừng có đốt tao. Đâu, đây, ăn ngon này. Mau đi thần rừng mà. Đấy, chết rồi. nó đốt mình, nó để lại cái nọc đây này. Con này ngày trước mình được ăn rồi. Nhưng mà ăn cái con ông non của con ông khoái ấy. Ây da, để lại nọc. Cái này ngon hơn con ông khoái, con khoái ngấy lắm. Chạy thôi. Nhưng mà nó không chảy lắm em. Hình như nó thấy mình ăn mật của hắn là tiêu mình. Nó chảy sữa ông non này. Em phải chấm với mật đi, ăn mới được ngắn. Ai ốt mà. Không thế nào cái này trên này. Đây. Không có, cái này không có. Không có. Có tiếng rồi, chắc là trăm trăm rồi. Thế là rút vào trong rồi, nó rút vào trong. Vâng. Đây này. Tao bị phát đây này. Đây này, đổ rồi. Mình để đi mim cho bao để sáng kiểu gì cũng tiêu. Các bạn cầm mật hắn ăn. Đúng ra. Đúng ra. Cái này hơi gì đó. Hơi nhỏ nhỏ tí mà. Bỏ cái rượu. Bỏ rượu chạy. Anh thì con nó cay thế nào ấy, nó đánh người ạ. Bắt đầu tiên là nó đốt được kia này, xong rồi chạy nó bấu ở đây vui được. Mấy cả xong nó chút được chân. Được à? Tức này thì được đó. Ít mật nhỉ? Ăn thôi, để mình lấy con ố này mạnh quá này mình lấy cho nó lòng. Như dưới em mà kiểu nhiều ong với đấy quá là nó cho ăn đường là nó... Đó là ong nuôi khác. Đấy, ong nuôi đấy. Còn đây là ong, coi như là ong rừng luôn nhá mọi người nhá. Kiểu là tự sinh tồn, tự đi mà lấy phấn hoa mà ăn mà ủ mật. Còn như mình là tật cho đường vào. Mật ong cho đường không ăn thua. Đây vô dập đến dưỡng đâm. Anh em mình đang đợi đêm thì xe nó mới chạy qua đây mọi người. Nghe chưởng vui sống. Ê, lúc nãy ăn cái con của nó này đang vui cái con kia nè, vui nhân lắm rồi. Tao thế, tao vừa đấy này nó chấm mắt ở đây này, thôi mình phải dán ngay. Đây, một mắt ở chân này. Cái này là gọi là cái nốt này của ký hiệu của hoàng đế. Cái gì? Phát ở đầu nữa. Phấn nhỉ? Ở đây.